Hi. Hi chào mọi người, mình rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Mình đã chắc là các bạn đã đọc cái tiêu đề của cái video này rồi đúng không? Trong video ngày hôm nay mình sẽ thử sử dụng màu vẽ của học sinh, đó là bút sáp màu. Bộ màu này của hãng Faber-Castell và mình mua nó với giá 400.000. Bộ này có khoảng 60 màu. Chắc là trong bọn mình ai cũng đã từng dùng cái loại màu sáp này thời đi học rồi đúng không? Và mình quyết định ngày hôm nay sẽ thử sử dụng màu của bọn trẻ con để thực hiện một tác phẩm nghệ thuật. Ok, xem mình hôm nay mình sẽ vẽ gì đây. Ok, mình quyết định sẽ vẽ bức tranh đêm đầy sao của Van Gogh nhá. Chả biết là cái màu này nó có vẽ được không. Dạo gần đây thì mình bắt đầu cảm thấy chán những cái chất liệu mà mình đang sử dụng rồi, cho nên là mình đã quyết định thử một cái gì đấy mới. Ở ngày xưa mà mình còn là học sinh ấy, thì cứ đến giờ mỹ thuật thì mình đứng như là một ngôi sao của lớp. Mà hồi đấy thì mình nghèo lắm. Trong lớp đứa nào cũng có một bộ màu sáp khoảng 12 màu, mà mình thì chỉ có mỗi một bộ màu sáp 6 màu. Mình nhớ cái bộ màu sáp đấy của hãng Thiên Long bẩn bẩn, mua hình như có 1.500 một bộ. Thời của mình đi học thì đứa nào cũng phải có một bộ màu sáp ít nhất là 12 màu. Đứa nào mà khá hơn thì được dùng màu dạ. Đứa nào mà nhà giàu thì sử dụng bộ màu sáp khoảng từ 24 đến 48 màu. Mà đứa nào mà có tiền sử dụng màu nước hay là màu bột thì thuộc hạng sang rồi đấy. Cũng mỗi mình là thuộc dạng nghèo kiết xác cho nên là chỉ sử dụng được màu sáp 6 màu thôi. Mình nhớ hồi đấy mình ngồi cạnh một đứa con gái ấy, nó có một bộ màu sáp 36 màu mà mình nhớ là con nhỏ này nó rất là kibo. Mình mượn, dứt khoát nó không cho mượn. Nói chung là đây là mình cũng chỉ là hồi tưởng cho vui vui vậy thôi chứ mình cũng không muốn nói xấu gì cả. Cho nên mình sẽ không tiết lộ với các bạn là tên nó là Ngọc. Hai Ngọc, ngày xưa thì mình học hành được cái cũng khá là dốt nát. Và có một điều kỳ diệu là mình không bị đúp năm nào. Lên lớp rất đều. Năm lớp 9 thì thi tốt nghiệp toán được 2 điểm. Thế mà vẫn ra trường và tốt nghiệp bình thường. Cái bảng điểm trong suốt bằng đấy năm học của mình có mỗi một môn gọi là kéo lại, cứu vớt lại, đó là môn mỹ thuật. Hầu như là cứ đến giờ mỹ thuật là cả lớp nhờ mình vẽ. Cả lớp khác cũng nhờ, mà cả anh chị lớp trên cũng nhờ. Giờ nhớ lại mới thấy mình ngu. Giá mà hồi đấy mình vẽ lấy tiền thì có phải là bây giờ giàu to rồi không? Đỡ phải đi làm YouTuber. Ok, buồn thì mình kể chuyện chơi chơi vậy thôi chứ bây giờ mình quay trở lại chủ đề chính nhá. Như là mình đang dùng đây thì mình thấy loại màu sáp này tốt hơn là mình tưởng. Chất liệu này ở nước ngoài người ta gọi là oil pastel. Hồi đầu mình còn tưởng đây chỉ là chất liệu dành cho trẻ con. Nhưng khi lên mạng tìm hiểu thì mới thấy ở nước ngoài người ta cũng dùng khá nhiều. Chất liệu này cũng tạo ra những hiệu ứng riêng khá hay. Tuy nhiên ở Việt Nam mình chưa thấy họa sĩ nào sử dụng cả. Loại sáp dầu này có thể trồng được màu, tuy nhiên không được hiệu quả như chì màu và khi vẽ xong sáp dính ra tay mình đen xì luôn. Và khi vẽ mạnh tay quá thì sáp sẽ bị vón cục lại. Và mình phải sử dụng một cái bút lông để quét bớt phần màu thừa đi. Loại sáp dầu này mình thấy khá phù hợp với thể loại tranh mà không cần vẽ chi tiết nhiều. Để lần tới mình sẽ thử dùng nó để vẽ phong cảnh xem sao. Bức tranh đêm đầy sao này trước đó mình cũng đã vẽ một lần bằng chì màu rồi. Nhưng khi dùng sáp dầu thì mình vẽ nó nhanh hơn nhiều so với lúc dùng chì màu. Mình thì mình chưa thấy họa sĩ chuyên nghiệp nào dùng loại chất liệu này cả, nhưng không có nghĩa là họa sĩ chuyên nghiệp thì không thể dùng. Sau một lần dùng thử thì mình thấy nó khá hay và mình đã quyết định video sau mình sẽ thử dùng nó để vẽ một cái gì khác. Không biết là các bạn thấy thế nào chứ mình thì mình thấy bức tranh này cũng khá là đẹp. Không biết là trong video tới thì các bạn sẽ muốn mình sử dụng cái này để vẽ cái gì đấy. Cứ comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Bạn cũng nên ra ngoài hiệu sách mua thử một bộ về dùng xem. Biết đâu bạn lại thích. À mà mình quên nói là sáp dầu của hãng Faber-Castell thì có từ 12 cho đến 60 màu. Bạn cứ việc lựa chọn những cái set màu nào phù hợp nhất với mình nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này. Mọi ý kiến hỏi đáp hay là thắc mắc thì bạn đều có thể để lại dưới phần bình luận nhé. Hoặc ghé thăm trang Facebook cá nhân của mình. Nếu thấy video hay thì bạn nhớ bấm like và chia sẻ nhé. Bấm subscribe mình một cái nữa nhé. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn vào video sau. Tạm biệt.